Xin chào toàn thể các bác và anh em. Một chú em ở Hà Nội thì chú ấy là khách quen của em. Chú ấy có gửi cho em chiếc vang số DBS 800 bớt kèm theo cái bộ mic DB. Đây là tay mic DB này. Và chú em này thì là khách quen. Đối với các anh em nhiều khi đi hát thì là mất tiền, nhưng mà em hát thì lại được tiền. Cho nên là em sẽ hát thử như vậy là 4 chế độ ở trên chiếc vang số DBS 800 bớt này. Sẽ hát thử để các anh em nghe được là em làm ở trên cái dòng vang đời mới của DB xem như thế nào, là DBS 800 bớt. Chú em này ở Hà Nội và là khách quen của em. Giới thiệu anh em bạn bè gửi cho em chiếc vang số DBS 800 bớt. Và chú này còn chuyển khoản luôn 1 triệu. Thế em sẽ thử luôn 4 chế độ ở trên chiếc vang số này. Đây là chế độ đầu tiên này, hát đủ luôn cả 4 chế độ. Bởi vì là một chú em chú ý không ngại gì về cái vấn đề mà công cán thì mình cũng cố gắng hết mức thôi. Ngoài vấn đề alo thì mình cũng phải hát thử xem thế nào. Và trong quá trình hát ấy thì sau khi hát xong thì mình cũng có thể là cảm nhận được cái chất âm thông qua mình hát để mà nắn chỉnh thêm cho các bạn anh em cho nó được tốt hơn. Thì chú này là gửi cho em chiếc vang số DBS 800 bớt vào cái bộ mic này. Thì đây có hình đầu tiên này, cũng thử luôn ở trên cái bộ mic này luôn nhé. 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6. Đây là chế độ đầu tiên này. Tiếp đến là chế độ số 2 này. Chế độ số 2 nó sáng âm hơn nhé. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6. Và chế độ thứ 3 là nó dày tiếng và effect nó nhiều hơn nhé. Gọi là nịnh giọng hơn một chút này. Và chất âm nó dày dặn hơn về phần âm sắc. 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6. Và một chế độ reverb nữa này. Chế độ thứ 4 là chế độ reverb nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Bây giờ em sẽ hát thử là đoạn 1 là tức là đoạn 1 là chế độ 1 này. Bây giờ sẽ gọi chế độ 1 này ra. Music 50 mic 35 nhá. Đây. Mic 35, effect tổng là 75, reverb 36, e cho 70 và music 50 nhá. Bây giờ cũng hát thử một cái bài mà lúc nãy vừa mới hát ở trên X12 này. Đây, hát thử luôn này. Bây giờ sẽ hát này. Đây là chế độ 1. Thank you.
chế độ 1 và chế độ 2. Bây giờ sẽ hát chế độ 3 này. Chế độ 3 nhá. Và hát từ đầu luôn nhá. Bây giờ sẽ hát chế độ 3 này. Chế độ 3. Chế độ 3 là chế độ mà dày tiếng và effect nịnh giọng hơn một chút nhá. 我爱上你，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 我
bây giờ sẽ chuyển sang chế độ dì vợt 100% nhá. Hát luôn cả 4 chế độ. Vừa rồi em hát đủ 4 chế độ ở trên chiếc vang số DBS 800 Plus và kèm theo cái bộ mic của chú em này chú gửi đến anh Trình. Và cái chế độ số 4 là chế độ 100% dì vợt nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 6, 6. Thì đối với dòng vang số DBS 800 Plus ấy, nếu mà làm tốt thì phải nói rằng là một cái chất âm rất là sáng sạch, rõ nét và cũng dễ hát chứ không phải là khó hát đâu. Bởi vì cái dòng vang số này là nó khó làm ở cái effect. Bởi vì ngoài cái effect đầu vào, effect đầu ra, nó còn cái effect tổng phải phối hợp cho dì vợt cũng như effect tổng. Cho nên rằng là hát để kiểm âm trước khi gửi về cho chú em Hà Nội này chú sử dụng.